Và bây giờ thì UAE Campuchia sẽ tiếp đón các cầu thủ UAE Timor Leste, và có lẽ là cũng chưa bao giờ sự kỳ vọng dành cho đội tuyển UAE Campuchia lại lớn đến như vậy. Và đây sẽ là những gương mặt đại diện cho Campuchia trong trận đấu ngày hôm nay. Tiền vệ cho City mà số 5 và bộ 3 trên tấn công của UAE Campuchia là những gương mặt hết sức đáng chú ý, trong đó có một cú hat-trick của Hà Đức Chinh. Trận đấu đã bắt đầu. Ngay từ quả giao bóng đầu tiên, các cầu thủ UAE Campuchia đã tràn sang phần sân của đối phương. Nguy hiểm. Đối mặt. Không vào. Rất tiếc cho Lim Pisot. Mũi nhọn của UAE Campuchia đã bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn. Chính Lim Pisot là người đã cắt được tình huống xử lý bóng lỗi của trung vệ Olaga. Nhưng rất tiếc là tình huống đối mặt với thủ thành Da Silva thì Lim Pisot lại có một cú sửa lòng đưa trái bóng đi ra ngoài. Lim Pisot, đó là một cú đá thiếu cảm giác của Pisot. Đường chuyền hay, kịp không? Tốc độ của Cornelis, vẫn là Cornelis, không vào! Nỗ lực cá nhân tuyệt vời của tiền đạo Mao số 14 Cornelis Portela. Pha di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị. Cùng với đó là một sai sót đến từ trung vệ Taing. Taing đã mắc một sai lầm có thể nói là rất đáng trách. Chovien đang là một trong những người chơi tốt nhất trong đội hình của UAE Campuchia. Một tình huống có thể nói là sở trường của Sien Chantea. Pisot, tình huống phối hợp. Chantea, vẫn là Chantea. Không được, tuyệt đối. Điều gì đến cũng đã đến, cho dù nó có phần may mắn. Nhưng dù sao thì các cầu thủ UAE Campuchia cũng đã tập trung và quyết tâm trong tình huống tấn công vừa rồi. Họ cũng đã có những sự khác biệt. Tình huống chấp lấy cơ, đón bóng hai rất nhanh của Châu City. Không có lỗi việt vị của Chantea. Chantea đã bình tĩnh xoay sở trong vòng vây của 4-5 cầu thủ bên phía UAE Timor Leste. Bóng bật ra và nghe tức Châu Sinti, tiền vệ trung tâm của UAE Campuchia đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ, thực hiện tình huống dứt điểm căng ở cự ly gần. Bóng lại chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía UAE Timor Leste, đổi hướng khiến cho thủ thành rớt. Và đá phạt của Châu Miền không được. Châu Sinti, vẫn là Châu Sinti. 2-0 và một lần nữa người hùng Châu Sinti là người được lựa chọn để tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay của UAE Campuchia. 45-2. Tình huống băng lên rất quyết tâm của Châu Sinti. Một nhịp nhứ và sau đó là một pha dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Bóng đi qua một dừng chân của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng, khiến cho thủ môn Gerino bất lực. Bàn thắng là phần thưởng cho sự tự tin, sự quả cảm và cả tinh thần dũng mãnh của Châu Sinti. Những bàn thắng của Châu Sinti đã giúp cho UAE Campuchia đang tạm dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Cornelis. Vừa rồi là một tình huống tung người móc bóng điệu nghệ, nhưng đã có lỗi của Hao Halier. Đó là một tình huống cao chân nguy hiểm của Hao Halier. Rất may là giày của Halier chưa chạm vào vùng mặt của Tanging. Genvio Mota. Rất trống trải, không vào. Đó là tình huống dứt điểm của Hao Halier. Một pha xử lý táo bạo của cầu thủ Mao số 16 bên phía UAE Timor Leste từ đường chuyền bất ngờ của Mourinho. Pha băng lên là rất hay. Ý đồ dứt điểm về phía góc xa cũng là chuẩn xác. Chỉ có kỹ thuật thực hiện. Cú đá bị ăn quá nhiều vào phía trong.
khiến cho trái bóng bị lệch ra ngoài khung thành của U22 Campuchia. Phát Soka, đường chuyền hỏng của Phát Soka, Mourinho. Mourinho cho rằng thủ thành Wesley Heng đã chủ động dùng tay chơi bóng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bóng đã chạm phần cánh tay của Wesley Heng. Một tình huống chủ động dùng tay chơi bóng của thủ môn bên phía U22 Campuchia. Bóng vẫn còn. Mota không được. Đó là đường chuyền của Mota hướng đến vị trí của đội trưởng John De Oliveira. Chúng ta cùng xem lại những tình huống tấn công khá hay của các cầu thủ U22 Timor Leste. Trước đó là nỗ lực dứt điểm của Ocelio. Tại SEA Games 2021 thì đội chủ nhà Việt Nam cũng chỉ có thể ghi được 2 bàn vào lưới của cầu thủ U22 Timor Leste mà thôi. Joao Hallier. Rất tiếc là tình huống chạm bóng cuối cùng của Joao Hallier lại hơi mạnh. Nếu như đó là một pha tiếp bóng cảm giác hơn thì cơ hội sẽ mở ra cho Joao Hallier. Pha phối hợp rất hay, bật tường 3 người, mà người chuyền bóng là Mourinho. Chỉ cần chạm bóng nhẹ một chút thôi là Joao Hallier đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Wesley Heng ở một góc sút. Rostana và Lim Pisok. 3-0 cho các cầu thủ U22 Campuchia. Một tình huống phản công rất nhanh, có sự góp mặt của những cầu thủ dự bị vừa mới vào sân. Người góp công lớn trong tình huống vừa rồi là Lenora. Và tốc độ, sự can lướt, sức trẻ của Rostana đã tạo nên bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Công rất lớn thuộc về pha xử lý kỹ thuật của Lenora. Tình huống đối mặt của Rotana cũng là một pha xử lý tự tin và quyết đoán của tiền đạo bên phía U22 Campuchia. Indonesia được thực hiện ở những phút cuối. Rotana không được. Lần này thì tình huống dứt điểm của Rotana là không tốt. Cú đá không trúng tâm bóng. Sau khi vào sân thì Rotana đã di chuyển hay, tận dụng tốc độ để khai thác vào những khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự. Rất tiếc là trong khi hàng tấn công loay hoay chưa tìm được đường vào khung thành của Red. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý cá nhân của Mourinho. Người vừa thực hiện đường chuyền cho Rotana. Và Rotana băng lên đối mặt với khung thành và thủ môn. Lần này có lẽ sẽ là đường chuyền cho Lim Pisok. Lipisok 4-0 cho UAE Campuchia. Một pha bóng rất đồng đội của Rotana. Pha xử lý quá hay của Rotana. Quân bài chiến lược. Một pha bóng mà Rotana đã sử dụng sức mạnh, tốc độ và sự can lướt của mình để tạo ra sự khác biệt. Đường chuyền cũng rất vừa tầm để Lipisok để bóng vào lưới trống. Người đã có được 2 bàn thắng trong hiệp 1, Châu City là người đã chuyền bóng cho Rotana. Và Rotana lần này đã thực hiện một đường chuyền quá đồng đội. Cánh phải rất trống. Lenora không vào. Tình huống ra chân rất quyết đoán. Lenora có cái chân trái rất khéo. Có vẻ như bóng đã vào đầu của thủ thành Jorginho. Cú đá quá nhanh. Chỉ có may mắn được cứu thua được cho cầu thủ U22 Timor Leste mà thôi. Đá phạt góc nữa của các cầu thủ của sân. Không có bàn thắng thứ 5 cho cầu thủ chủ nhà. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính cũng đã vang lên. Chiến thắng 4 sao dành cho các cầu thủ chủ nhà U22 Campuchia với một cú đúp của Châu City
Một bàn thắng của Lim Pisot và một bàn thắng của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Rotana.